Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục lên một cái bộ dàn của Đề Nông cho các bác ai thích Đề Nông nhé. Đây là bộ dàn Đề Nông MG55DV, hàng full bộ của nó nhé. Này, hàng về gồm một đôi loa MG55 và một cục máy công suất MG55DV. Những cái đời DV này thì nó sẽ có đường quang để giải mã tường quang TV, cũng như là kết nối điện thoại để kết nối cắm điện thoại máy tính nghe nhạc. Đấy, đây đường 3.5 đằng trước đây cũng có thể cắm này. Đằng sau có đường dây AV này. Đấy, đằng sau có đường dây AV, đường tape in là đường AUX in 1, AUX in 2. Đấy, 3 đường đằng sau và một đường trước là 4 đường để kết nối điện thoại máy tính nghe nhạc nhá. Đấy. Bộ này thì có một cái điểm khá là đặc biệt là nó sẽ có chỉnh bass test cho mặt máy này, ấn tông này. Đấy, ấn tông này. Đây lần đầu SDB thì là mình on lên thì nó sẽ nhiều bass hơn. Đấy, off đi nó ít bass hơn nhá. Đấy, cái này nó giống như kiểu một dạng là chế độ silver bass của dàn vậy. Đấy. Và đây là bát này, ấn tiếp ra bát này. Đấy, tăng được lên thì nó sẽ tăng này, tiếp phát nữa ra tép này. Đấy nhá. Nhớ mãi đêm nào yêu dấu mà chi. Ngày vui bóng. Muốn chỉnh bát tép là như vậy nhá, còn muốn chuyển qua đường vào là nay này. Bác ấn A chuyển về đúng đường vào đấy là được nha. Ví dụ đường quang chuyển đúng OPT, đường cho điện thoại máy tính từ đường chuyển đường port table in đấy. Đấy, và đường AUX 1, AUX 2 là các cái đường vào cho đường AV nhá. Đấy, đường quang đây. Loa bát 11 màng các con cao su này, tiếng bát đánh rất là ấm đấy, và tiếng tép rất là mịn, nghe nhạc rất là hay. Bộ dàn này về thì là hiện tại là nó mất đi căng nhá, không có đi căng đấy. Và CD đang không đọc. Em cũng nói luôn tất cả những dòng DVD này là về là hầu như là đĩa rất không đọc luôn. Nên em bán luôn là không CD nhá. Đấy, đường quang thì đang test, vẫn đang chạy bình thường này. Tình không lời biết nói sao những khi ông. Đấy nhá. Xong thì anh bật điện thoại anh test tự nhạc cho khách đây. Đấy nha, thì đấy là về đường quang này, còn đường điện thoại này ví dụ nhá. Đây, em cắm đường điện thoại vào này. Thì các bác có thể cắm đằng trước mặt đây là có một cái đường hỗ trợ đặc biệt cho điện thoại này. Là đường port table in này. Thì từ cái đường này mình cắm rắc tay phone điện thoại vào nghe nhạc rất là hay. Đây, mình cắm ở đường này nhá. Đấy. Thì mình muốn nghe nhạc từ đây ra mình ấn nai là chuyển sang được port table in này. Thì đường này nó sẽ hỗ trợ đặc biệt theo điện thoại nên là tiếng nó sẽ to hơn và khỏe hơn nhé. Đấy. Tôi ở đồn xa nhịp cầu duyên mong nối chi âm. Đào diêm hằng ngày nghe nói tên muôn quen để rồi đến em hậu giang tôi cũng kiếm miền trung tôi cũng tìm nói nhịp cầu xin của người anh linh chiến em xin nhắn lời bao tuổi người ơi đường tình đã nên đôi thật lòng đừng lừa dối đi lính bao lâu người trong đẹp xấu lập được bao chiến công mấy câu thành thật ước mơ vì sinh ra phận gái hỏi ai con này thì nghe được rất là thể loại nhạc nhé, kể cả nó remix thì nghe cũng rất là hay. Vừa đúng
cũng dễ coi. Độc thân vui tính tròn 3 năm lính, chưa lần có bạn tâm tình. Từ nay rời áo thư sinh, xa trường đừng tiếng chiến binh. Thế không gian dối mười phi trường phố, ví dụ như một đoạn remix em. Remix thì thường mình tăng bass là để bớt tép đi, nghe cái bass là nhiều. Cách đôi nội sầu buông tay, cách đôi nội sầu anh đắp đi cả bóng. Thì đây là Đền Ông MG55DV. Bộ này thì đấy, bình thường là các bác biết em bán toàn khoảng 2,6 triệu một bộ này đấy. Hôm nay em bán bộ này 2,2 triệu thôi đấy. Bác nào mua alo em nhé, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 đấy. Tình trạng hàng hóa như thế nào em đã báo rất rõ đấy. Thì bác nào mua bộ này alo em nhé, 2,2 triệu đồng. Xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em đấy.